Xin kính chào các bạn đã đến với kênh Tí Chơi Sò nha. Và video này mình xin chia sẻ tiếp cái phần mà chuyển cảnh mới nhất của OBS. Thì ở video trước mình đã có chia sẻ và cách hoạt động của phiên bản này rồi. Thì nếu mà các bạn chưa xem hoặc bạn chưa hiểu rõ thì các bạn thì xem lại video trước nha. Rồi bây giờ cho các bạn xem cái demo mà mình chung làm nha. Đây. Thì mình đang ở cảnh A, mình sẽ chuyển sang cảnh B nha. Ok. Thì các bạn thấy là khung lửa nó sẽ xuất hiện từ nhỏ, sau đó nó lớn che phủ màn hình. Và trong khung lửa đó, đó chính là một cái cảnh mới nha. Và trong video này thì các bạn sẽ làm cho mình hai cái video. Đó chính là video thứ nhất là làm khung lửa lớn dần bình thường. Đây, khung lửa thôi, chỉ là cái khung này thôi. Và sau đó làm tiếp video thứ hai là làm nền trắng trong khung lửa và tượng trưng cho cảnh mới. Thì các bạn thấy là cái nền cảnh mới nè, thực chất nó được dựng lên bởi một cái nền trắng. Rồi sau đó chúng ta ghép lại hai video với nhau. Và đây là cái thành quả của mình nè. Đó thì bạn thấy nè, khung trắng nó sẽ di chuyển theo cái khung lửa luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm nha. Mình sẽ dựng trên là phiên bản After Effects CC 2019. Rồi bây giờ đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái composition mới nha. Đây, ở đây bạn chọn là 1920 1080. Ok, thì đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái cyber và nhấp vào đây, các bạn chọn new show, mình sẽ đặt tên là cyber nha. Rồi thì ở phần effect và biểu set, các bạn tìm cho mình từ khóa là cyber, mình kéo thế này thì cái đèn này sẽ xuất hiện rồi, nhưng mà nó vẫn còn đèn đen, mình sẽ lọc đèn đen nha. Các bạn tìm tiếp theo cho mình là vc color rebrand, đây mình sẽ kéo tiếp. Thì ở phần vc này các bạn chọn master alpha, các bạn chọn là only cho mình nha. Ok, nó lọc được đèn đen rồi nè. Thì ở phần preset các bạn chọn cho mình cái hiệu ứng bạn thích nha. Thì ở đây mình chọn cái hiệu ứng điện đi. Đây, hiệu ứng điện. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ một cái hình. Cái hình nó tượng trưng trong cái khung nha. Này cái khung nè. Đó, bạn thấy nó mê mó không? Thì cái đó được dựng bởi là mask nha. Thì mask các bạn chọn mình cái bút như mình. Cái bút đây. Bentwood, viết tắt là G. Rồi thì ở đây mình sẽ vẽ cái khung giống như là cái demo nha. Tương tự thôi, chứ không có giống lắm. Đó, mình nhấp đại vô đây nha. Khi mà nhấp á, các bạn kéo chuột xuống. Cái chuột ba cho nó bẻ cong cái nền nha. Mình sẽ làm ngẫu nhiên nha. Ok, đó thì các bạn thấy là mình đã vẽ một cái khung lớn. Và cái dây đầu tiên á, không thể nào có khung lớn như vậy được. Mình sẽ dời nó qua sang những dây khác nha. Các bạn kéo xuống chọn mask cho mình. Sau đó các bạn chọn là mask bass. Vậy bạn thấy dấu chấm không? Dấu chấm bạn di chuyển xa xa xíu. Sau đó các bạn thu nhỏ lại cái mask nha. Thu nhỏ lại cái mask. Thu nhỏ như là mới bắt đầu xuất hiện vậy á. Các bạn cứ túm vô. Sau khi mà dĩ xong rồi đó, các bạn sẽ thêm cái đèn vào trong cái mask nha. Ở phần custom micro, các bạn sụt xuống. Ở phần coi tai, bạn sụt xuống. Các bạn chọn là layer mask nha. Thì đèn sẽ nhảy vào đây. Mình sẽ thu nhỏ tất cả này lại. Rồi vậy ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem lại. Thì cái khung lớn nè, mình sẽ để cho là 1 giây đi. Chứ để lâu thì tốn dung lượng lắm. Thì tiếp theo là mình sẽ vẽ cho nó càng bự lên. Mình sẽ vẽ ngẫu nhiên nè. Cho cái này nó ra hợp lý. Thì mình đi làm nhanh nha. Nếu mà bạn muốn đẹp hơn á, thì bạn ngồi chi tiết hơn nha. Mình thấy điểm này nó hơi kỳ, nhưng mà mình không có cái dấu để chấm vô điểm đó. Mình sẽ tạo một cái bút. Đó, mình nhấp vô bê tút, mình chấp vô đây. Đó, mình sẽ tạo thêm. Ok, mình xem lại nha. Kéo xíu cho nó hợp lý xíu. Rồi, mình tiếp tục nha. Mình sẽ giảm cái thời gian xuống nha. Sẽ xuống còn 25 frame. Mình kéo qua đây. Rồi bây giờ sẽ cho nó bao quát tất cả khung luôn nha.
believe I gotta make some light, make it hype, even if we break at night, and even if things go left, we gotta make them right. We triple up, they on the double up, triple dub, came from the basement, we only going up, they loving us, up in the booth, I'm getting dizzy, but then the cup is up, toast to my people that's on the come up, and you live with us, ain't all about the trick of bus, looking at okay. Như vậy là chúng ta đã xong được một cái khung rồi. Rồi tiếp theo đây là chúng ta sẽ vẽ một cái nền trắng. Nền trắng nó sẽ rất là dễ nha. Mình sẽ dựa vào cái mask này. Đầu tiên các bạn chọn cho mình là cái chuột phải vào đây, new. Sau đó bạn chọn mình cái show. Thì ở phần color này nè, các bạn nhấp vào đây. Thì ở chỗ này bạn kéo mình nền trắng nha. Đó, cuối cùng luôn. Ok. Mình sẽ đặt tên là metal đi. Ok. Mình sẽ kéo xuống chữ saber. Kéo xuống cùng luôn. Tiếp theo là các bạn tua lên khúc đầu nha, khúc đầu. Rồi tiếp theo là các bạn copy tất cả những cái điểm đi nha. Copy lại cái điểm đó. Các bạn ấn Ctrl C để copy. Sau đó các bạn sang chữ metal nè, chữ nền trắng nè. Các bạn ấn Ctrl V để dán nó ra nha. Để dán ra. Rồi xong nha. Đó. Thì vậy là cái nền trắng nó sẽ đi theo những cái mask mà mình đã vẽ trước cho cái khung. Thì hiểu đơn giản là nếu mà cái mình trắng không, mình vẽ cái khung nè, nó đè lên, thì nền trắng nó sẽ được lấy trong cái mask thôi. Đó, còn ở ngoài nó không lấy. Đấy thì chúng ta rất là nhanh cho những việc này. Thì tiếp theo là chúng ta chỉ cần xuất ra thôi. Mình thì xuất ra 2 video nha. Thì các bạn lưu ý mình đã kết thúc rồi nha. Kết thúc ở 2 giây 1 frame. Thì các bạn nên để dư ra 1 giây để cho cái chuyển cảnh khi mà kết thúc đó, nó sẽ hoàn toàn kết thúc, nó không bị lỗi cho OBS nha. Mình sẽ để là kéo ra 3 giây 1 frame. 3 frame, sau đó bạn kéo thanh nè. Đó, kéo qua đây. Ok. Rồi bây giờ thì xuất nha. Mình thì tắt cái khung mắt của metal đi, tắt nền trắng đi. Nó chỉ là cái khung thôi. Các bạn ấn Ctrl M để hiện ra bản xuất. Ở phần output module các bạn nhấp đây. Ở phần format các bạn chọn là QuickTime nha. QuickTime. Ở phần channel các bạn chọn là RGB cộng alpha. Thì video này mình không có âm thanh, mình sẽ tắt âm thanh đi. Output up. Ok, mình sẽ chọn cái điểm nó xuất. Thì đây mình sẽ đặt tên là video 1 nha. Video 1. Sau đó chúng ta render. Thì cái thường là cái chuyển cảnh này các bạn nên lưu ý là bạn làm cho khoảng 1 giây thôi. Chuyển cảnh sau 1 giây. 1 giây là để dư ra. Thì tổng cộng là 2 giây nha. Ok. Rồi mình sẽ tắt cái con mắt của Saber đi. Mình bật con mắt của mình trắng lên. Mình trắng nè. Rồi sau đó chúng ta Ctrl M luôn. Ở phần Output Module các bạn nhấp vào đây. Chọn Quick Time. Rồi channel RGB. Không cam thanh thì off đi. Mình sẽ lưu ở là video thứ 2. Ok. Sau khi mà xuất ra 2 video rồi các bạn sẽ ghép lại nha. Mình sẽ tắt đây đi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái cảnh mới. Các bạn nhấp chuột phải vô đây. Các bạn chọn New Composition. Đó. Các bạn tắt cho mình cái giới tích đi nha. Mình sẽ đem mặc định là 1920x1080. Nhưng mà do đây là video mà mình ghép hai cái video lại thì cho đó là cái chiều dài sẽ gấp đôi lên nha. Các bạn thấy chữ quýt đúng không? Các bạn nhấp đây. Các bạn thêm dấu nhân vô, dấu nhân là dấu sao á. Sau đó ấn số 2. Nhấp ra ngoài. Thêm tự nhân bạn luôn. Rồi. Thêm vào background color nè. Các bạn lưu ý là bạn luôn chọn nền đen nha mình nha. Ok. Đó, nó sẽ ra video dài dài nha. Rồi bây giờ thì thêm cái hai video dài ở đây. Emote. Rồi. Cái video nhất là video khung á, các bạn nhấp vào cho bên tay trái. Còn video 2, mình là video nền trắng á, mình sẽ để bên tay phải. Rồi, cuối video mình sẽ cắt khúc này đi. Rồi. Ok, lưu lại, mình sẽ lưu dưới dạng là 1-2 đi. Tên 1-2 dễ nhìn. Mình xem lại quá trình nha. Rồi, sau đó chúng ta xuất ra. Các bạn ấn Ctrl M, ấn phần Output Module. Thì bạn lưu ý là ở phần mask này, bạn chọn là AV cho mình nha. AV. Ở phần channel các bạn chọn RGB cộng alpha. Output audio là bạn chọn off. Ok. Render. 1GB luôn. Bây giờ tiếp bước tiếp theo á là mình sẽ nén cái video này xuống, nén xuống còn webm. Đây là thư mục nén nha, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Đó các bạn thả cái video và AV này vào đây nha. Mình sẽ bỏ vô đây. Sau đó AV này mình sẽ thả vô đây. Rồi bây giờ bạn chờ thôi. Rồi khi mình ra cái chữ Break and K to Continue á, là xong rồi nha. Mình sẽ nhấn Enter để tắt đi. Rồi thì cái video này mình sẽ thêm vào trong OBS nha. Mình sẽ tạo một cái string. Mình đặt tên là New đi.
ở vùng video file mình chọn vào đâu, mình chọn vô cái video nãy phép mờ nè. Sau khi bạn thêm vô, các bạn tích dành cho mình phần là view ở chat method. Ok, mình sẽ xem cái đầu mô trước. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái hoàn cảnh B đi. Thì các bạn có thể dành thời gian ra để chỉnh cho nó đẹp hơn nha, chỉnh cái hiệu ứng nè, đó, chỉnh cái cách hoạt động, cách phóng to nhỏ ra cho nó hiệu đẹp hơn. Và video chia sẻ cách làm chuyển cảnh mới nhất của OBS đến đây đã kết thúc rồi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên ấn nút like video này nếu video hữu ích, và ấn nút đăng ký để ủng hộ của mình nha. Cảm ơn các bạn.